Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Hôm nay em lên cho quý anh chị lô gốc hai mặt tiền nha. Nguyên một căn nhà vườn nha quý anh chị. Nhà của mình là theo hàng cây này nha quý anh chị. Theo hàng cây gốc hai mặt tiền này ha. Tổng diện tích căn nhà của mình là gần 400 mét vuông. Bám mặt tiền đường nhựa đây. Bám mặt tiền đường nhựa đây là 14 mét 7 nè. Sâu vào trong cạnh bên này là 26 mét nha quý anh chị. Góc hai mặt tiền ha. Nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long ở thành phố Bà Rịa. Đường mình là đường hai ô tô né nhau thoải mái nha quý anh chị. Khu dân cư đông đúc. Rất thích hợp cho anh chị về đây nghỉ dưỡng ha. Đây nha quý anh chị. Mình là theo hàng cây này. Mình là cổng bên này và cổng bên này luôn ha. Hai cổng. Thì em xin nói lại, mình mặt tiền bên này là 14,7 ha, còn cạnh bên này là 26 mét nha quý anh chị. Mình là có hai cổng ha. Cổng bên này nè quý anh chị. Mình tới đây là tới đây luôn ha. Ngay mép nhà này luôn. Là 26 mét nha quý anh chị. Đây ha. Dài này là 26 mét ha. Nhà của mình là quay về hướng Tây Nam nha quý anh chị. Anh chị nào mà hợp hướng Tây Nam, inbox liền cho em căn nhà này nè ha. Căn nhà khá là đẹp. Phía trước mình có cây bông giấy quý anh chị. Nguyên một hàng cây này của mình hết nha quý anh chị. Nguyên một hàng cây cao này. Rồi bây giờ em sẽ quay vào căn nhà cho quý anh chị xem ha. Mình là sát với tỉnh lộ 52, gần chợ Hòa Long và gần chợ Long Phước luôn ha. Đó, căn nhà quý anh chị khá đẹp luôn ha. Và đây là bên hông của mình. Rồi, bây giờ em sẽ vào. Rồi, căn nhà này về là ở luôn ha. Đó, phòng này là phòng master. Đó, căn phòng rộng nhất ha. Chủ để lại hết nội thất cho mình nha quý anh chị. Đây, vào đây là phòng thờ ha. Phòng thờ quý anh chị. Thì thực ra là chủ nhà vừa rồi có cho thuê là tháng là 10 triệu nha. Nhưng mà chủ nhà nói là bây giờ không cho thuê nữa, bán gấp đi nha quý anh chị. Giá cực kỳ hời luôn nha. Căn nhà cực kỳ đẹp. Thì căn nhà của mình là gồm một phòng master này, một phòng thờ nha, và bốn phòng ngủ nha quý anh chị. Và hai toilet nha. Đây là phòng ăn, quầy ăn đây ha. Đây là phòng bếp này. Và đây là phòng ngủ. Ngủ bên này ha. Đây nha. Phòng ngủ khá là rộng luôn. Đó, tủ rèm đầy đủ ha. Phòng này khoảng tầm 20 mét vuông nha quý anh chị. Đây. Đặc biệt phòng bên này là có toilet đầy đủ luôn nha. Có toilet này. Có tủ âm tường luôn nha. Đó, tủ âm tường đầy đủ quý anh chị. Có giường. Phòng này khá rộng luôn quý chị. Phòng này khoảng tầm hơn 20 mét vuông ha. Bốn phòng ngủ nha quý chị. Đây là bên này là hồi nãy em nói là hai phòng đây ha. Phòng này có toilet trong. Và đây là phòng bếp. Đây là bàn ăn. Phòng này phòng khách, phòng master ha. Và đây là phòng ngủ bên này nữa. Có cửa sổ, phòng ngủ nào cũng có cửa sổ đầy đủ ha. Có tủ âm tường này nha quý chị. Phòng ngủ nào cũng có tủ âm tường hết ha. Đây em quay sơ lại phòng bếp. Có tủ. Có kệ đồ đầy đủ. Anh chị về chỉ là xách vali về ở đó ha. Căn nhà này còn khá là kiên cố, khá là mới luôn nha quý chị. Nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa mà giá cực kỳ hời luôn nha. Và đây là toilet. Toilet mình là hai toilet. Toilet ngoài ha. Và đây có một phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Có cửa sổ luôn ha. Và đây là sân sau. Sân sau lúc nãy em có quay là cái mình là hai mặt tiền ha. Mặt tiền hướng bên này là hướng Tây, hướng Nam. Còn mặt tiền chính của mình là quay về hướng Tây nha quý anh chị. Mình là Tây Nam nha.
Đây, cửa này cửa mình luôn nha quý chị. Cửa này là ô tô vào ha. Sân này là mình có thể đậu ô tô thoải mái luôn. Đó. Hoặc là mình có thể làm tiểu cảnh phía sau này ha. Phía sau này mình có thể tháo cái tô này ra mình làm hồ bơi hoặc là tiểu cảnh tùy anh chị ha. Thì mình có thể làm vườn trồng cây ăn trái đây ha. Rồi bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 52, quay ra chợ Hòa Long ha. Vị trí của mình là cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 80 km ha, và cách biển Long Hải khoảng tầm 15 phút đi xe, và cách biển Phước Hải cũng khá là gần ha. Đó, thì em đã đi bao quanh căn nhà của mình rồi. Bây giờ em sẽ quay ra khu dân cư giống anh chị xem ha. Nhà của mình chủ đã bao quanh hết bờ rào riêng biệt rồi hết rồi ha. Nhà mình là không có xây sát tường nha quý anh chị, vẫn còn cửa hở khoảng tầm 40 phân nha, 40 phân nha quý anh chị. Hở, cửa hở này. Riêng biệt bên hông mình là có căn biệt thự bên này ha. Ở phía trước mình là có hai cây bông giấy nha quý anh chị, khá là đẹp luôn nha. Để em quay lại phía trước cho quý anh chị xem nè. Hai cây bông giấy luôn nha. Thì em xin nói lại là tổng diện tích của mình là gần 400 m², bán mặt tiền đường đây, từ cái hàng cao này nha, từ cái mí này bán mặt tiền là 14m7, chiều sâu là 26m. Thì căn nhà của mình hai sổ ha, chủ đã lên là 100m thổ cư rồi, một sổ là ngang 7m1 và một sổ là ngang 7m6 ha, hai sổ của mình là 14m7 nha quý anh chị. Nào mà quan tâm lô góc hai mặt tiền, căn biệt thự này, nhà vườn này thì inbox liền cho em ha. Để em quay ra ngay tỉnh lộ 52. Đây ra đây rẽ trái là tới liền nha quý anh chị. Sát đây, cách tỉnh lộ 52 đây khoảng tầm hơn 200m thôi ha. Rồi, và đây là căn nhà góc hai mặt tiền của mình quý anh chị ha. Bây giờ em sẽ quay ra ngay tỉnh lộ 52 cho quý anh chị xem ha. Thì căn nhà này thì chủ nhà có tâm sự với em là đang bị bể nợ nha quý anh chị. Muốn bán gấp ha, để giải quyết nợ nần nha quý anh chị, đang rất là kẹt nợ và không muốn cho thuê nữa. Và bây giờ là vừa rồi là có cho thuê hợp đồng là 1 năm là tháng là 10 triệu nha quý anh chị, nhưng mà chủ là hủy nha quý anh chị, hủy hợp đồng thuê và bán gấp cái căn nhà này. Giá chỉ có là 5 tỷ 450 triệu ha. Còn bớt cho anh chị thiện chí, anh chị nào mà quan tâm căn biệt thự này thì inbox cho em để em dắt xem nhà và làm việc trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Thì tiện hiện tại thì chủ nhà không có ở đây nha quý anh chị, tại vì chủ nhà ở nơi khác, tại vì chủ nhà đang rất là kẹt nợ và gửi em bán nhanh. Thì anh chị nào mà quan tâm đang tìm nhà biệt thự ở khu Hòa Long thành phố Bà Rịa để nghỉ dưỡng thì nhắc máy inbox liền cho em ha. Thì cái căn biệt thự nhà vườn này thời điểm sốt nó đâu đó khoảng tầm là trên 6 tỷ nha quý anh chị. Nhưng mà bây giờ chủ đã hạ kịch sàn rồi. Đây, ra đây khoảng tầm 200m là tới tỉnh lộ 52. Đối diện mình là công viên nha quý anh chị. Đối diện đường đi vào của mình là công viên. Đây, thì đường tỉnh lộ 52 hướng này rẽ trái là đi về chợ Long Phước này, cách khoảng tầm 500m ha. Và cũng là hướng đi về Long Tăng, Đất Đỏ đi về biển Phước Hải. Cách biển Phước Hải chỉ tầm là 15 phút đi xe thôi, cũng khá là gần nha quý anh chị. Và hướng đi về vòng xoay Đất Đỏ, đi về tượng đài mẹ Võ Thị Sáu ha, cũng khá là gần, đi khoảng tầm qua đi hết Long Tăng là tới rồi, tới vòng xoay Đất Đỏ đi khoảng tầm 10 phút thôi là mình đi hướng này ha. Thì ở đây là trường học nè, ủy ban, chợ, cách phạm vi khoảng tầm là 3 đến 400m đổ về thôi quý anh chị. Trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ha. Ủy ban đây, đi xuống đây là sát chợ Long Phước luôn quý anh chị. Đối diện là công viên luôn ha. Mình là đối diện đường đi vào là công viên. Hẻm đường số 55 của xã Hòa Long nha quý anh chị. Còn hướng này là đi về chợ Hòa Long, mình cách chợ Hòa Long cũng chỉ tầm 700m thôi, khá là gần ha. Phía trước mình là chợ Hòa Long rồi, và cũng là hướng đi về trung tâm của thành phố Bà Rịa. Mình cách trung tâm thành phố Bà Rịa đâu đó khoảng tầm là 3km là ngay trung tâm luôn nha. Còn cách bến xe Bà Rịa khoảng tầm là 5km, và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm là 80km, và cách trung tâm của thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 17km nha. Khá là gần. Phía trước mình là chợ Hòa Long rồi. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem
căn nhà này chủ đang bể nợ và đang muốn bán nhanh cho anh chị Thiện Chí ha. Anh chị, mình là hai sổ ha, sổ mới công chứng sang tên ngay. Sổ này là sổ lô gốc, còn sổ này là sổ lô ở trong ha. Thì em quay cái sổ lô gốc trước cho quý anh chị xem. Đây, đó, lô này là gốc hai mặt tiền nha. Đó. Đây, thửa đất số là 205 tờ 74 này. Đó. Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích 197 m². Thực sự dụng riêng, mục đích sử dụng là 50 m thổ cư, còn lại cây lâu năm ha. Thì mỗi sổ là 50 m thổ cư nha quý chị. Và đây là cái thửa của mình này. Đó. Gốc hai mặt tiền ha. Đó, để mà cho quý anh chị xem cái sổ ở trong ha. Đây. Đó, sổ, mình là hai sổ nha quý anh chị. Đây, sổ này là thửa 99 tờ bản đồ 74. Địa chỉ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Tổng diện tích là 183,8 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 50 m thổ cư, còn lại cây hàng năm ha. Đó, thì hai sổ gộp lại là mình 100 thổ cư nha quý anh chị. Đó, đây là cái thửa của mình. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Đây quý anh chị, mình là hai thửa. Một sổ này, thửa này và sổ trong này ha, là gốc hai mặt tiền nha quý anh chị. Bám mặt tiền đường bê tông bên này là 26m6 này. Và mặt tiền đường này là 14m7. Gốc hai mặt tiền, quy hoạch là đất ở đô thị hết luôn nha quý anh chị. Thì anh chị nào mà quan tâm căn biệt thự thuộc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa này thì inbox liền cho em ha. Để em cho quý anh chị xem vị trí ở đây ha, khu dân cư kính luôn, tiện ích xung quanh quý anh chị. Thì lúc trước cái nhà mình là có kinh doanh nhà hàng nha quý anh chị, còn tên đây luôn ha, còn tên là nhà hàng Lê Phương đây luôn quý anh chị. Đây là căn cái hình ảnh nhà hàng mình nè quý anh chị, quán cà phê này, khá là đẹp ha. Nhưng mà bỏ lâu rồi nha quý anh chị, nhưng mà trên map mình vẫn còn ha. Để cho quý anh chị xem là khu dân cư đây, nhà mình đây ha. Ra đây là tỉnh lộ 52. Ra đây là chợ Long Phước đây. Mình là sát với chợ Long Phước ha. Ra đây là chợ Long Phước này. Và bên này là chợ Hòa Long. Và đây là vòng xoay Hòa Long. Vòng xoay ấp Bắc gần nút giao cao tốc nha quý anh chị. Còn đây là bệnh viện Bà Rịa đây. Võ Văn Kiệt đây ha. Còn phía sau mình là đây là nhà hàng Sake. Mình là nằm gần chợ Long Phước nha quý anh chị. Nằm ngay trung tâm của xã Hòa Long. Tiện ích xung quanh luôn. Lô biệt thự gốc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Thì anh chị nào quan tâm thì inbox cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.